Vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay tại đường DH402, tổ 3 khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến cho một nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Vĩnh Thạnh bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi các công nhân công ty đang chuẩn bị nghỉ trưa thì nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra tại cột điện trong nhà kho chứa giấy đã thành phẩm, sau đó lửa bùng cháy dữ dội. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu là giấy dễ cháy nên công tác chữa cháy tại chỗ không thành. Các công nhân bất lực nhìn ngọn lửa bùng phát ngày càng mạnh hơn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều động 5 xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Sau hơn 2 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ giấy và máy móc của nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính, thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.